Đấy, anh rể tôi ra vlog luôn này. Bây giờ chúng ta cùng ngồi xem vlog của anh rể tôi nhá. Ok nhá, là chúng ta cùng ngồi xem vlog của anh rể tôi khám phá miền Tây sông nước cùng anh em dì Phan, chơi gì cũng vui, ăn gì cũng ngon. Đấy, xem vlog của anh rể tôi này. À đây là mọi người xuống sân bay ở Cần Thơ. Lúc này là lúc mà tôi, đây tôi đã đến trước rồi bởi vì tôi đi từ Sài Gòn về cùng với lại hôm. Hello xem cả nhà. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Cần Thơ sau 2 giờ bay. Mẹ buồn ngủ phải lái, vừa ngủ được đúng tí ạ. Đợt này mình vào trong Cần Thơ có ít việc. Đầu tiên là qua nhà thằng Bô. Hứa vào nhà nó lâu rồi nhưng mà anh em chưa kịp qua nhà nó ăn cơm lần nào. Thứ hai là đi ăn đám cưới nốt thằng Tú, ăn nốt ở ngoài Hà Nội rồi, bây giờ ăn nốt nhà gái ở trong Kiên Giang nữa. Lịch của bọn mình sẽ là hôm nay ở Cao Lãnh chơi, còn ngày mai sẽ đi Kiên Giang gói gọn trong khoảng 3 ngày thôi. Thì không biết là có quay được gì không, quay được gì mình sẽ quay để làm cái video ngắn ngắn, tại lâu quá mình không làm vlog. Cảm ơn bây giờ. Đây là lần thứ hai mình đến Cần Thơ. Cần Thơ thì miền Tây nó sẽ có nhiều chỗ chơi, rất là nhiều gan, nhưng mà mình không biết được là có đi được không, thì chân đang bị đau. Mẹ nãy giờ đi như thương binh như các bạn ạ, cứ chấm phẩy, đéo khác gì con zombie cả. Giờ mình sẽ lên xe di chuyển về Cao Lãnh trước các bạn nhé. Thấy bảo là mọi người thuê một cái xe 45 chỗ, sau đấy là tất cả mọi người sẽ cùng nhau di chuyển. Lúc nãy cũng vừa gặp Hiếu, lợn các thứ, bô béo các thứ nó sẵn trong Sài Gòn rồi. Bây giờ tất cả mọi người sẽ cùng lên xe để đi nhá. Không, nhưng mà đi miền Tây là ăn mặc như này là hợp lý. Cà sĩ vậy không? Chìm em các bạn ơi. Ủa, đấy xem vlog mới thấy toàn cảnh các bạn ạ. Xem vlog mới thấy toàn cảnh được, chứ còn xem những cái hình ảnh của bọn tôi kể qua điện thoại chụp thì nó không được toàn cảnh như này đâu. Xem vlog này mới thấy được toàn cảnh, quá trình mà tôi đi như nào, ngồi ra sao, ăn ở như thế nào. Quay cả chuyến đi hai ông này chỉ chửi nhau thôi. Như cái trường mẫu giáo các bạn ạ. Anh Hiếu với cả anh Độ. Thầy cho xin ít cảm xúc của thầy khi lần đầu đến cứ tí cái lại kiểu chửi nhau, tí cái lại cãi nhau, tí cái lại mắng nhau, một cười vậy này. Chưa thấy gì. Thử tí phải xem đồ ăn đây có ngon không lại anh ạ. Nóng mãi. Đi vào thôi, ăn võ ổn. Ăn gì cũng ngon. Thầy đưa quả kính cho thử em ạ. Kính này rất nhiều người đeo vậy này nhỉ. Đẹp. Mới đấy anh ạ. Mới à? Vâng, mới thôi. Anh cảm ơn thầy nhá. Thầy dạo này ăn chơi. Thề luôn, thầy dạo này ăn chơi dã man. Úi giời, trưởng đoàn kìa, địt mẹ. Đoàn trưởng thì bình thường là đoàn trưởng người ta sẽ ngồi ở trên đầu xe đúng không? Để như là leader cũng như là dẫn đoàn cho đoàn di chuyển, cũng như là thông báo những cái thông tin cho đoàn quan trọng như nào. Đoàn trưởng xuống mẹ dưới ghế chổng rái lên ngủ đây, thêm quả mẹ. Đấy, các bạn hôm trước có xem trên của tôi rồi, thằng Ben nó nằm ngủ. Hôm trước nó quay đầu sang bên trái, hôm nay nó quay sang phải đấy. Ben đã ngủ rồi. Bắt đầu ngủ kiểu nếu hiểu sao ngủ đầu đầu lại thò mẹ chỗ nắng kia nhở. Tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt chung, hôm sau lại tiền bình xua, tiền lãi ngân hàng, tiền đồ gia dụng. Chúc anh stream vui vẻ. Cảm ơn Tâm nha, đầu các bạn nhìn ông ngửa mẹ chỗ nắng luôn. Ngủ mẹ. Ui. Tao tưởng cái bom như kiểu mấy thằng bé bé như thằng Nhu Nhi đi. À cái này hút sữa mà. Tôi lên rồi xe. Cái này hút tay hút máy đấy. Thầy ơi, thầy quên cái máy sấy tóc này. Hút sữa lạn không nhở Hiếu ơi. Buồn cười vãi lìn thế. Tôi đang ngủ ngon thì mọi người rủ tôi xuống mua nước. Thực ra là đéo ai rủ cả, nhưng thấy mọi người xuống mua nước thì tôi cũng phải xuống theo để tôi quay. Mẹ nắng thế nhở. Lúc này khi mà tôi xuống sân bay ấy thì thầy thông báo là ở đây 28 độ. Nhưng mà đéo, tôi nghĩ là người ta lừa tôi đấy. Ở đây chắc là phải khoảng 35 độ. Nóng đéo chịu được. Không, ui, mọi người sẽ uống nước gì đấy? 30 độ. Nước mì à? Thời tiết đây có mát nước đấy. Gì đây em? Thời tiết cũng mát dịu phết. Đấy, nước dừa với nước mì à? Nước dừa, nước cam à. Con đường đi học hàng ngày á tôi. Ui, cam ngon thế nhở? Thế thì anh uống nước mía nhá. Cái nước mía này ngày xưa phải quay tay chết mẹ luôn, bây người ta có máy hết rồi, xịn vãi. Nhưng mà trong này kiểu ui, cái này xong rồi tí trong bắt. Trong này kiểu bán đá rẻ hay sao ấy. Cậu Hải lên vào trong này sống, trong này người ta bán đá rẻ lắm ấy.
người ta bán nước lúc nào cũng cho nguyên một cốc đầy đá, xong người ta cho vào được khoảng một chén nước là đầy mẹ cốc rồi. Bên nhai thử em. Em bây giờ biết à? Nhai trải nghiệm xem mà. Thôi nó đuổi em mẹ. Nét mình ăn thật vào đi. Thôi rồi thật đấy, mình nhai thật à? Thật thà. Nhiều nước đợi hơi lâu. Nóng quá, tôi nghĩ là tôi nên trốn lên xe thì hợp lý hơn. Xong tí nữa kiểu gì chả có người bê lên. Tay cầm mấy hộp kem. Ui, lại có thuốc lá, cho xin một điều đây. Rất mất thời gian phê bình luôn. Muốn nốt điều này rồi thôi nhá. Hại sức khỏe lắm mày ạ. Thuốc không bao giờ có bật lửa. Mà tôi cảm giác là ở đây nó không bị ngột ngạt như ở Hà Nội ấy. Nhà cửa nhà nào cũng rộng cũng to, xong rồi mọi thứ nó thoáng thoáng, không khí nó trong lành, khác hẳn. Gì à? Ui, ngon thế nhở? Tấm 20 ngàn suất. Ủa, 20 ngàn suất trông ngon đấy. 20 ngàn suất. Này, chán mắm vào ăn. Đây, lên xe đi, ông muộn rồi. Ngon vãi lâu quá. Tự nhiên thèm cơm tấm đấy nhở. Bạn công nhìn cốc nước mía ở Cần Thơ bán to dã man ạ. Ở quê tôi là cái cốc này bán được 5 cốc. Đá thò cả lên trên luôn. Ủa, nhưng mà cũng nhiều đá lắm. Này vlog đáo, hơi đáo dài ấy. Thế cho nên là tớ xem tớ sẽ không kiểu pau xe nhiều đâu để tránh tốn thời gian nhá. Tớ sẽ kiểu liên tục. Này nước mía đây người ta cho thêm ấy. Mì chính hay là ai gì ngon phải sao lỡ lỡ. Ngồi xem lại cái đoạn đi hát karaoke. Nhưng mà vẫn ngon. Vẫn cười ỉa con mẹ nó luôn đi. Hãy uống thử nước mía đi. Tớ nghĩ là hôm nay anh Độ sẽ cho các cậu xem cái đoạn karaoke ở bên Nemo đấy. Đổi luôn nha. Thật đấy. Nếu như mà theo như tớ nghĩ là như thế, bởi vì đoạn đấy chắc là chả cho lên YouTube được đâu, bởi vì nhiều bài quá. Và dạo này bị đánh bản quyền nhiều. Sau này bị đánh bản quyền nhiều, chắc là anh Độ sẽ không cho lên trên YouTube đâu. Sang đi mua xem. Uống thử thôi. Xem lại tôi nghĩ là cái xe khách này xe ở chỗ khác thì nó phải xe ở Cần Thơ. Xe Cần Thơ nhận được cung miếu ở đây cơ. Không thể nhét được, à lại nhét được. Tí thì nhà quê. Được mà. Xe là có chỗ treo cơ. Có tôi đang ngồi với chân mập. Tối nay bạn tôi tiếp anh Độ đi bạn ha. Ok nha Giang nhá. Mày diễn như nghiện đấy chứ đâu phải là uống nước cam. Anh ơi, bạn karaoke đấy hay là mình chiếu trên Nemo đây. Hết chưa, hết chưa, hết chưa. Ui dồi ôi. Ôi cả đoàn à. Thế nãy ai bảo là có 30 người, phải 30 người không? 28 người, 28 người thì lấy khoảng 30 cốc nước đúng rồi còn đéo nữa. Một cốc cho anh lái xe đây là 29. Kiểu nhà mình cứ 2 người chụp 1 cốc thôi ạ. Đấy, lấy cho anh lái xe công. Để mẹ răng trắng thế nhở? Cam bị đẹp trai ấy, đéo hiểu sao. Ơi, tôi nhuộm tóc đen là da tôi bị đen đi. Ủa mà ơi. Đéo hiểu sao nó làm da mình đen đi luôn. Từ sân bay Cần Thơ bọn tôi vừa đi ô tô mất đâu đấy khoảng 3 tiếng mà bây giờ khoảng 1 giờ trưa rồi. Đến Cao Lãnh chào đón bọn tôi bằng một cơn mưa lún phún. Rất chi là khó chịu. Đây là dừng lại ở cây bây xăng. Bây giờ thì còn khoảng đi đái. 20 cây nữa thì đến chỗ ăn trưa. Này, hình như là anh Độ át cái filter nó bị nổ cái trắng như kiểu vintage hay sao ấy nhở. Hay là do cái cam của anh Độ có vấn đề hay là do cái màu có vấn đề. Cứ thấy cái trắng nó nổ này. Trước khi đến chỗ ăn trưa thì bây giờ phải đi đái, cái đã buồn đái lắm mưa. Rồi. Không, trời không mưa. Chỗ này đái kiểu lộn thiên đi lộn thế nhở. Mãi lên. Uầy, anh Độ đái mà kiểu vào thay người luôn ạ. Thằng Tú vào thay chỗ của anh Chip rồi anh Độ mới bắt đầu mới đi ra. Uống cả 2 cốc cơ mà anh Độ uống cả 3 cốc. Cả nước cam, uầy. Nước mía, uống cả nước dừa. Lâu lắm rồi mới thấy cây mít luôn ạ. Cầm lạnh nó. Ô kiểu 2 tiếng tầm ít tầm tê thế nhở. Ờ đi lâu vãi lìn đấy. Cái ngày này mà bọn tôi ngồi xe là 12, 11 tiếng trên xe. Mày đéo biết Sài quả mít. Ngồi xe 11 tiếng. Đây là quả mít này. Ờ. Nhưng mày đéo biết. Về vẹo cổ bên anh làm đéo luôn. Quả mít. Bên anh có quả mít. Không có. Giới thiệu mày đây là quả mít. Mày đéo biết. Tao mới ăn mít hôm qua xong. Nhưng mà đây là quả mít, mày ăn mít. Biết mẹ mít rồi. Mày đéo biết quả mít. Anh Hiếu bị dí vãi lìn nhá. Này thằng Hiếu đéo biết quả mít là quả gì nhá. Tao vừa chỉ nó quả mít thôi. Thằng Hiếu đéo biết quả mít không ạ. Đồ đéo biết quả mít. Cày vãi luôn. Cái đồ gì vãi đái thế. Khó chịu.
The Real, người người The Real. Bây giờ là 2 giờ chiều và nếu như mà tôi nhìn không nhầm thì sau khoảng 4 tiếng đi xe. Úi giời, ông khôi mõm, úi giời, xoa 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 ông khôi mõm này. Úi giời, tay. Kênh của các cháu là chưa đủ 18 tuổi nhá, ông khôi mõm nhá. Chàng chim. Úi giời ơi. Một đồng tháp 10 thu nhỏ, một thiên nhiên rồi xuống xe vẫn đậm nét hoang sơ. Đấy. Vườn quốc gia Tràm Chim mến chào quý khách. Nhưng mà thấy quen thế, trong này không biết có chim chóc gì không? Hay vào đây mình đi ăn thịt chim à? À vào đây phải mua vé. Bảng giá tham quan đấy, khu du lịch Tràm Chim về cho các bạn xem đấy. Phí tham quan 20.000 đồng. Ố, rẻ thế. Quay rẻ khác. Ôi có cả nhà chiếu phim ạ. À. Ố có cả bến tàu luôn ạ, à. Đỉnh vậy. Đó. Ôi đây có cái ao sen này. Nhìn cái hồ sen này tôi lại nhớ ngày xưa ở Hồ Tây. Tôi với cả Quang là hay ra đây để chụp ảnh gái lắm. Lộ hết bí mật của anh em. Lộ hết thì chết. Ảnh lộ thế cả thế giới biết. Quả ao sen này hơi quá cạn. Quá khứ thì cho nó là quá khứ đi. Quay thầy có quả túi gì trên này trông kiểu đáng yêu đấy nhở. Cái này là cái phụ kiện của cái ba lô anh ạ. À thế à? Thế mà chúng nó bảo em lấy cái này để bao cao su. Ờ đúng rồi, cái này đúng rồi, để bao cao su mà. Hôm sau mấy thằng đéo lấy, không biết mấy thằng này chúng nó có lấy cái bao cao su ở khách sạn chỗ BLB chúng nó về, chúng nó nhét vào trong cái gói của thầy không ta? Bảo tàng chim sao bên ngoài toàn hình cá vậy? Trông béo trông cái bụng nó như cái trống ấy. Vãi cả bình. Wow. Đây cái gì đấy? Ui, đây là khắc trứng à? Ừ, như kiểu là khắc trứng. Ui, quả trứng là trứng đà điểu à? To vãi. Đây là trứng ngỗng. Ui, con rùa này. Rùa đồng. Rồi đồ, qua đây con cá đẹp phải quay nè. Đâu? Đấy, cá này đẹp dã man luôn. Ui, đẹp nhờ. Cá này một cam à. Con nó đang ngủ hay sao ấy? Không, nó à? Đâu, hai vợ chồng. Đây, hai vợ chồng này, hai vợ chồng đang ngủ rồi. Má ơi, cá một cam. Con này cá bốn lỗ, con này cá hai lỗ. Ừ. Con này nướng tiêu đen ngon nè anh nè. Ừ. Ủa, con này ốc bươu quá. Vâng, con này nướng tiêu đen ấy. Wow. Ui, mà con cá này ham vui vậy. Con cá bị đói à? Đây là, em giới thiệu cho anh cá hú. Con cá hú đâu rồi? Đây. Đây quả con cá vậy đấy ạ. Cá lăn đâu? Cá chê trắng à? Sao con này cứ nghiêng nghiêng thế nào nhỉ? Cá tép diêu. Không phải không? Không giống cá kiểu đi chết. Cá lòng tong đá. Cá heo xanh. Đấy cái lúc này là lúc mà bọn tôi đã ra ngoài ngồi. Này nhìn hai con này hay vãi nhỉ. Đến độ vẫn phải đi quay mấy cái này đấy. Nuôi con nhỉ, này để trứng mặc nó sẽ để là đấy. Trong này thực ra nó cũng chẳng đầu có gì để quay đâu, nhưng mà vẫn phải đi quay đấy. Bãi chim. Ui. Không tham quan lại chim sinh sản nghĩa là mình sẽ được xem nhất. Chim chịch nhau ấy. Thì đây còn gì nữa chị? À là đẻ rồi à? À thế à? Trải nghiệm cuộc sống của ngư dân. Thu hoạch lúa trời. Chim nó phải chịch nhau là sẽ như nào? Không phải là lúc nào nó cũng... Thế bây giờ không trong mùa chưa tưởng tượng ra cảnh đấy. Thế thời gian tham quan rồi di chuyển đi. Nay tôi vừa mới nghe thấy lịch trình là bây giờ lên thuyền. Mỗi thuyền khoảng 10 người. Sau đấy trên thuyền sẽ được ăn nhẹ. Ăn nhẹ xong rồi sẽ đi tham quan. Tham quan một lúc là 30 phút sau sẽ được ăn nặng. Đi thuyền chắc rồi. Đi thuyền chắc rồi, đi loanh quanh hai vòng đây để trải nghiệm. Lần này là có mấy cái leo lên đây GoPro ấy. Mà cái tầm trời sáng này là anh độ đổ màu như này là đẹp phết này. Phát cả trưởng thật. Ghi nhận là màu này đẹp. Trời thì nắng ạ. Chỉ có mỗi mấy cảnh ở điện thoại là màu nó hơi bệt một tí thôi. Bởi vì cái file xác định là đi miền Tây chuyến này về là đẹp phết này. Chắc chắn là như thế luôn. Chắc là nhìn đường đẹp vãi. À, tức là mình sẽ đi xuống nhưng mình không lên chỗ cao cao này. Chỗ cao cao leo lên để chắc là để quan sát thôi. Bây giờ chia làm 4 thuyền, 8 người một thuyền. Con tiêu đây con thuyền này trông hưởng nhờ. Trông hay vậy. Đây là cái thuyền này kiểu thiết kế để ở giữa có bạn xong hai bên ngồi trông. Trông đúng kiểu miền Tây vậy. Nói chung là sắp tới tôi học edit bằng Final Cut. Tôi không dùng Adobe Premiere nữa. Tí nữa bơi qua giao lưu em nhá. Học dùng phần mềm edit khác. Bơi qua. Bơi nhau, bơi qua mời cốc bia xong rồi bơi về ạ. Bãi cát trưởng. Hơi tùng. Chỉ máu hơi ngu. Đấy thuyền tôi đấy.
Đấy, thuyền tôi đấy lúc đầu là 7 với lại cả Ali. Trên này là còn có quả. Có nhiều bạn bảo là sao mọi người xem lại có những gì xếp đấy, thuyền tôi nhìn không nhận thấy một cách là... Ali. Đây là không phải là người xếp đâu, là lúc sau là 7 đây là quả đổ sang thuyền khác. Để cho Pau sang thuyền này ngồi với Bụt, chứ không phải là ai để xếp cho 7 không ngồi với Ali đâu nhá. Ờ, nó nước ngô. Không phải lừa. Ui, tôi xem TV nhiều rồi, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm kiểu đúng kiểu ở miền Tây là đi xuồng này xong rồi ăn đồ nhẹ nhẹ xong rồi ngắm cảnh ấy. Thực ra cảnh nó đéo có gì. Cảnh hai bên chỉ kiểu đồng lúa thôi nhưng mà trông nó vẫn bị thơ mộng ấy. Ủa? Ngô được đấy ạ. Người ta để nước ngô trên này là có mục đích cả. Mẹ ăn miếng khoai xong nghẹn, mẹ đéo uống đéo được. Không uống nước ngô chỉ uống nước sông thôi. Nhưng mà cái nước này uống hợp lý. Uống như là khoai ngon. Bởi vì là nó kiểu cứ thanh thanh ấy. Cái đéo gì cũng chấm nước cốt dừa. Chấm nước cốt dừa. Chấm vào. Kim. Ok. Nhạc nó ấy béo quá ổn thề. Ăn uống chịu khó, ăn uống vãi đá luôn. Ngon. Diễn vãi. Anh Khôi như kiểu diễn viên đấy. Thiếu ơi. Mày mày. Đấy các bạn thấy không? Đấy cái màu này hơi bệt này. Từ đây cái biển sao đấy. Máu iPhone đúng không? Đây là máu iPhone này. Lúc ấy là trời có bắt đầu có cơn mưa, hơi âm u rồi. Cho nên là máy đéo là thì máy thôi, màu dạng đéo thể lên đẹp được đâu. Ôi à. Bởi vì nó đã là âm u. Chắc là nãy giờ phải đi được khoảng 30 phút đấy nhở. Bây giờ như này nè. Ôi trời âm u như kiểu sắp mưa mẹ rồi ấy. Nhưng mà chỗ này đẹp thật, thích. Bên đây sẽ mang ra biển đây, sau mình đi tiếp, bên kia có đồ ăn, từ đấy lấy đồ ăn. À. Đây là chỉ rừng để lấy gia vị thôi. À. Đây là rừng để lấy đồ, đấy, bây giờ người ta lại chuyển đồ ăn lên trên thuyền này, xong rồi mình lại đi một vòng nữa, mình lại ngồi ăn tiếp. Đỉnh, 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 ở ngoài này còn mấy cái võng. Ai à, ơ, sướng, sướng, sướng. Ôi, có mấy cái võng này. Lâu lắm được đi. Nằm thì sướng thật, thế nhưng mà trên mấy cái võng này ấy, là nó hay có kiến. Kiến mà trong này toàn kiểu kiến lửa ấy, đốt đi mẹ đau ai ơi. Tôi nhớ có cái võng tôi nằm ở cái đoạn mà chỗ hình như là ở đoạn bờ biển thì phải, tôi nằm vào cái võng có quả kiến đốt đít bại phát vào chân, đau vãi luôn, nhảy cẫng lên luôn, đéo nằm nữa, bố ra ghế bố ngồi. Đi chơi kiểu du lịch sinh thái này thích vậy, kiểu cắn mọi thứ nó cũng từ từ luôn và nhẹ nhàng ấy. Thấy nhiều người về cứ kêu bảo bị kiến đốt. Ui. Nói về đấy, đang tự nhiên có cơn mưa, mưa được đúng khoảng 30 giây các bạn ạ. Mưa được khoảng 30 giây, 1 phút. Tạnh, tạnh luôn, đúng đếp có một hàng nào ạ. Sợ thật đấy. Chưa bao giờ thấy một cơn mưa nào như thế. Có một lần thôi. Tạnh mẹ luôn. Ờ. Như thế anh đại sứ thương hiệu cần bìu thật nào có ảo thật đấy mẹ, mưa đúng mấy hạt phát tạnh luôn ạ. Toàn không có tiền mặc đê 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 các bạn thấy không, toàn mặc đờ diu đờ dùng. Giờ ăn đến rồi, lầu thai con rồi, tiền thì mình mặc đồ len Việt Nam thôi. Ui nhiều đồ ăn vãi, làm sao mà ăn hết được. Nói chứ cứ đồ nào đẹp thì mặc à. Cái này là như kiểu bàn cho 10 người ấy. Mà mình được 7. Ui đây là gỏi à? 7. Trang nữa 7. Ui tất cả đều là gỏi ạ. À. Cá sống luôn ạ. À. Trời ơi. Ôi em tưởng ăn với lẩu à? À có nồi lẩu. Có cơm này. Rau này trông như kiểu rau lang ấy. Ui cái cá bống. Ui bên này lại có. Đéo phải cá bống. Này. Cá nhỏ nhỏ mà kho tiêu ấy. Là gì em? Bông điên điển. Ăn tốn cơm vai bìu. Yeah. À, bông điên điển. Ngày xưa tôi đi Cần Thơ tôi thấy mọi người ăn lẩu mắm là phải cho cái đông bông biên biển điên điển này vào. Nhưng mà ăn không quen lắm, đợt đấy tôi không ăn được. Rồi, khát ướt đây à? Khát đá. Mẹ ông quả khát ướt, vãi cả trưởng ạ. À.
vãi à? Mẹ áo cứng đơ luôn, quá bỏ gắn đá thôi. Mẹ còn bép 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 bép. Tự bảo vào mặt đi. Khăn đá mà, đi vào khăn cứng như đá luôn ạ. Ui. Ốc cũng ngon. Nếu mà tôi nhìn không nhầm, đây là ngó sen này vậy. Bắt chụp luôn đấy. Ngó rồi. Nó đéo phải ngó sen không ạ? Khó mà anh. Cái này phải thả lẩu. Không, ăn sống được. Cơm đi, cơm đi, cơm đi. Cần thả lẩu. Ủa, cái này là kho quẹt này, đúng không? Ờ ha. Kho quẹt, kho quẹt. Tôi ăn thử con ốc trước, tại vì tôi thích ăn ốc. Ốc ngon, ốc ngon. Nói chung là đi ăn. Đúng ra là ốc này phải có cái nước mắm gì đấy, chấm chấm. Lại cũng đấy chảy nước miếng. Thơm thì thơm đây, nhưng mà chị biết chấm cái gì cho nó hợp lý, tôi sợ nhớt nhớt thôi. Nhưng mà thi thoảng đi ăn qua một cái đoạn mà nó sẽ có một cái đoạn kiểu có nhiều cá chết ấy, hoặc là có con gì chết ấy, thối quá luôn. Đéo hiểu sao đang ngồi ăn lại người từ đấy. Các bạn thấy không? Tôi đoán chắc là các thuyền này sẽ không ăn được lẩu, bởi vì họ không biết rằng đằng sau cái tờ giấy này là hai lọ cồn. Đấy. À, bên nhà hàng họ đã rất khéo léo, họ giấu hai lọ cồn ở ngay đằng sau cái tờ giấy này. Nếu như ai là một con người có tinh mắt để ý thì sẽ nhìn thấy. Thực ra là tôi cũng sẽ đéo nhìn thấy nếu như họ để ở đây đâu. Chẳng qua là tôi hỏi, trước khi lên thuyền tôi đã hỏi bác lái tàu, tôi bảo là bác ơi, thế tí nữa hết cồn thì bọn cháu ăn lẩu kiểu gì? Bác lái tàu nói là nhìn đi, ở trên này còn hai lọ nữa. Đấy, thế là mỗi thuyền tôi ăn lẩu, còn những thuyền khác không có lẩu mà ăn, bởi vì cái nồi lẩu này làm sao mà sôi được. Nhưng hai lọ cồn họ giấu ở đây này. Đấy. Hai lọ cồn nó giấu ở đây đấy. Nó nhớt nhớt, nhưng mà nó ngon. Ô, đây là ếch hay sao chứ? Ếch anh. À, chim, 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 chim. Vẫn sôi mà, thuyền tôi vẫn sôi bình thường. Vẫn ăn được, làm nhưng mà cá nhiều chim. Xương lắm. Chim. Úi giời ơi, đùi chim. Úi, chim sống trong hang, quả đùi chim ngon thế. Ừ. Ui, chim này chắc chim là phải nhỉ? Là chim này, chim ngon. Bé này á. Chim quả bé nó này vị là chim chuột đấy ạ. Cái này là chim nó chuột đấy. Xong rồi nó thơm thơm. Này ăn với cơm ngon này. Ôi trời ơi, nhiều chim. Tôi thì ở quê tôi là cũng có món thịt chuột, cho nên là tôi ăn rồi. Tôi kinh nghiệm, tôi nhìn khác là tôi biết. Tôi là chim thái ở cái chỗ. Thực ra là tôi sầm lồn, chứ còn bụt bảo là thịt chuột. Vâng, quảng cáo trứng chim với cả. Đầu tôi cũng nghĩ là thịt chim. Bảo tồn ăn loại chim vài miếng rồi bụt bảo thịt chuột đấy anh ạ. Nhưng mà tôi đéo sợ bởi vì tôi ăn nhiều rồi. Cái này gọi là gì nhỉ? Thằng Khôi nó bảo cá này là cá sặc, sặc nước chết, chắc bốc phét, thôi mõm. Này anh phát hiện ra rồi, cái chỗ này là lúc nãy anh em mình vào cái phòng triển lãm. Anh Khôi mõm giữa tháng đi chụp ảnh cưới này. Ở đây bán đấy để ăn đấy. Nói tiếp là tháng này bận không chụp ảnh cưới với Khôi mõm đúng, được. Đúng. Là đây là những con cá này. Ừ. Không nhưng mà tôi chả biết đâu được hứng lên tôi lại đi. Biết đâu được hứng lên tôi lại đi Đà Lạt thì sao? Đà Lạt cũng vui cũng đẹp. Lại có một chiếc vlog mang về cho các bạn xem. Ngon không? Có đấy. Nhìn một vòng ở đấy là không có đấy. Nhưng mà tôi đi chơi nhiều quá, các bạn lại bảo tôi giàu. Các bạn lại bảo tôi dọn lại nhiều tiền rồi. Nhưng nào hết lại lửa cao ấy. Nhạc ăn khỏe vãi bỉu luôn ạ. Biển cây ở trong nước. Diễn quá rồi. Vẻ diễn viên vậy. Mới ăn thịt bò đấy. Anh bên này có con cá này. À Kian ơi, từ giờ edit clip ấy, mấy cái từ mà chỉ mậy ấy, mình đừng cho bíp nữa mà mình tắt tiếng cái đấy đi luôn. Mình bỏ đi luôn. Chứ bíp là người ta vẫn phát hiện ra đấy, đừng bíp. Bây giờ mình tắt không lại. Ăn uống xong mà bọn tôi nghỉ một tí xong rồi chuẩn bị quay về nhận phòng khách sạn. Nếu như em còn đang xem livestream thì nhớ. Bây giờ vì bây giờ bảo anh không chửi bậy thì anh không chịu được. Thi thoảng ba rưỡi ăn xong thì lên bờ phải khoảng 4 giờ. 4 giờ về khách sạn mất 1 tiếng là 5 giờ. 5 giờ xong rồi cất đồ tắm rửa một cái xong lại sang nhà bộ ăn cơm luôn. Biết là được cái beat đấy là một cái từ bậy các bạn ạ. Cho nên là nó vẫn kiểu cho bị mất đề xuất đấy. Kiểu như thế, đại loại như vậy. Bên mình cũng bảo với tôi như thế. Ôi chết rồi, ăn xong thằng Ben với các thằng Dép mới bảo đây là thịt chuột các ông ạ. Ôi ăn ngon vậy đái ra, em hiểu. Hay thịt chuột nhở? Thịt chuột mà. Thì nó hỏi đi. Trời ơi. Trời ơi.
Uầy, nó là thịt chuột cơ ông ạ. Nhưng mà nó ngon. Nếu như mà nói từ đầu đây là thịt chuột thì chắc là không dám ăn đâu. Nhưng mà ăn xong rồi công nhận là thấy cũng ngon. Lại chả không ngon. Ngon là do người ta chế biến hay sao ấy. Rồi tí nữa tôi phải đi hỏi người ta xem ở đây phải thịt chuột không. Thề ăn mẹ hai bát cơm với cả cái này rồi. Cái cả trưởng này ăn một đống xương mẹ rồi. Ôi trời ơi, nửa đĩa. Trời ơi. Ông nhà vẫn đang ăn ạ. Mày đang ăn đúng miếng thịt chuột luôn đấy. Nhưng mà ngon nhỉ. Nhưng mà chắc gì không phải không? Phải, anh nghĩ là phải đấy. Không phải đâu. Quay mà tôi đi đúng quả mùa sen nở được không ạ? Trông đẹp vãi cả lìn ra. Ôi, tôi còn thò tay xuống hái được một bông sen mà. Nhưng mà hái trượt thì cỏ mẹ nó cào cho đau hết cả tay. Bởi vì cái thuyền của tôi đi tốc độ nhanh quá. Tôi bảo bác lái thuyền, tôi bảo bác có thể kiểu lửng lơ một xíu được không? Cho cháu chiêu linh một xíu. Nhưng không. Dạ, có ngồi ăn. Ăn đến bát tô con mẹ rồi. Thuyền này ngồi quay nhiều vãi. Còn thuyền tôi á, thì mẹ chỉ có ngồi ăn. Ăn xong là nằm ngủ. Của ai là người ấy ngủ. Đấy, nằm ra đấy ngủ. Thế thôi, chứ chả có chơi bời gì, ngắm cảnh hết. Chả có quay phim các thứ gì cả. Thuyền này thì còn kiểu ngồi quay phim các kiểu. Làm cả đĩa luôn mẹ rồi. Quỷ ăn. Đến lúc mà chuyển ra quay, nó chắc là nó quay cảnh rồi, vẫn mồm nó vẫn phải ăn các bạn ạ. Uầy, đẹp nào. Trông thơm mộng mãi. Không khí trong lành. Được cái là không khí nó trong lành đấy, sướng. Anh em tập trung chắc lại đồ ngồi di chuyển đấy. Đi mẹ mà đi, nữa lên. Anh em tập trung chắc lại đồ ngồi di chuyển đấy. Đi mẹ mày đi. Nóng vãi luôn, nóng như kem vậy. Đi mẹ cục xúc vãi lìn ra. Ui, một quả tour đi du lịch sinh thái miền Tây thực sự là rất chi là đáng nhớ. Nóng tình hơn lần. Bọn tôi đã lênh đênh, bọn tôi tưởng là buổi tối mới được về. Thật là may mắn. Ôi, xe đón ở đây luôn à? Tuyệt quá. Bây giờ thì mình sẽ về khách sạn và lấy phòng, sạc pin, tắm rửa, ỉa đái và chuẩn bị qua hàng bô chơi nhá. Ok anh nhá. Ok anh nhá. Fuck you. Fuck you. Bây giờ là mọi người di chuyển về khách sạn lấy phòng, nghỉ ngơi, tắm rửa, ỉa đái rồi 7:30 mọi người tập trung sang nhà bô béo. Mọi người đã nghe rõ chưa? Rõ. Di chuyển thôi. Đoàn trưởng đi vào, đoàn trưởng kiểu đoàn trưởng đéo nhớ gì cả. Hiểu không? Trước khi nhắc cái gì là phải có kiểu anh độ kiểu bồi ra đã. Bây giờ nhá, đấy, nhắc mọi người như này đấy, phê bình ai như nào đấy, là đoàn trưởng là đúng như kiểu như là theo sách giáo khoa luôn, là đoàn trưởng đọc lại y hệt. Nó nói kiểu nó sợ bị mọi người đánh ý. Thôi nhưng mà lần sau đi chắc chắn là sẽ có kinh nghiệm hơn. Lần sau tôi sẽ bầu thiếu nick làm đoàn trưởng. Đến khách sạn rồi. Chuyến đi lần sau tôi sẽ bầu thiếu nick làm đoàn trưởng. Khách sạn Bộp Hotel. Bộp Hotel trên đường Tôn Đức Thắng. Anh tiên học nhất. Các đoàn viên nhận đồ nốt đi. Anh em nào. Khách sạn là xịn lắm nhá. Phòng ngốc đầy đủ luôn, như kiểu khách sạn 605 à? 4 sao đây, 605 này. Phải 5 sao ấy. Cửa từ luôn, cửa thẻ luôn. Trong phòng đầy đủ các thiết bị. Mỗi tội điều hòa đéo chỉnh được nhiệt độ. Đầy rồi. Cày vãi rồi. Sau một ngày rong ruổi thì cuối cùng mình cũng đã đến khách sạn rồi. Khách sạn BBQ. Khách sạn thịt nướng. À, khách sạn Bob ạ. Bật điều hòa chưa? À, bật điều hòa rồi. BBQ. Phòng cũng bé bé. Khách sạn này thì của Bob nó đặt. Vợ chồng tôi thì lấy một cái phòng ở trên tầng 6 luôn cho nó cao hẳn. Ủa, khách sạn này to lắm nhá. Bên kia cũng có, bên này cũng có. Ủa, luôn quả, tầng thượng à. Dã man thích quá. Trên tầng thượng quán bên cà đây phê. Có một cái bờ hồ. Ui, đúng lúc vừa bật đèn luôn ạ. Thề tha minh chuẩn. À, cái bờ sông mà thấy Onip hẹn vợ hai gặp nhau vào ban đêm đấy. Xem nhà vệ sinh. Là vợ hai thấy Onip ngồi bên kia sông, thấy Onip bên này sông đấy. Xong hai đứa bơi qua gặp nhau đấy.
Uầy, ỉa với tắm chung ở trong luôn này. Có bông sen to vãi. Thế anh đi tắm trước nhá. Ok. Thế em đi trước đi. Giờ tắm rửa ỉa đái một cái, một tiếng sau khoảng 7 giờ 15 bọn mình sẽ tập trung ở dưới sảnh, sau đấy qua nhà hàng Bôi chơi một tí rồi là sẽ đi ăn tối các bạn nhá. Wow, nhà to thật sự. Biệt phủ. Đến thăm biệt phủ. Tôi là thích nhà có cái sân như này lắm. Thỉnh thoảng anh em đông đông đến chơi thì tôi sẽ vận động bên nội bên ngoại vay tiền mua cái xe 45 chỗ để đây chở anh em đi chơi. Chào cô. Chúc mừng năm mới cô. Khỏe không cô? Khỏe tốt rồi. Chụp đến đây thì bao giờ mày? Quá nhiều rồi. Quay, cho tôi ngồi thử phát nào. Thế. Quả ghế này chiêu linh vãi. À, nhưng mà tôi thích nằm. Thích vãi thế. Tôi thích kiểu sẽ nằm ra được cơ. Ghế này chỉ ngồi được thôi, mình không nằm được đấy. Chào chú ạ. Chú chip đã vào bát nằm. Ủa, trên chân cho người giàu ấy. Ờ, ốp gỗ các kiểu. Ôi đây đỉnh vậy ạ, đây kiểu phòng khách là có quả đĩa giò to vậy. À đây có nhiều bạn hỏi tôi là anh ơi anh mua cái túi ở đâu đấy? Túi của Subwim, các bạn lên Subwim các bạn mua. Thì các bạn nhìn thấy, túi cái này tên là gì hả chú? Thấy quần áo của hãng gì các bạn cứ lên hãng tên là gì cơ? Là ra dễ nhất. Nem Lai Dung ạ. Lai Vung. Cái kiểu nó giống. Ủa ấy. Cái này là bùi. Cái này không ngon lắm đâu. Tôi không thích cái mì này, có cái chả lụa kia là thế giới vãi. Phải uống nhậu rồi ạ. Quả chả lụa kia là thế giới dã man. Nó mặn mặn. Nó thơm thơm. Bì à? À, nó làm bằng bì. Mỗi tội là ông ngoài cho miếng ớt to quá. Ngon. Ngon lắm. Khi phải dành đen cao bằng. Thương pháo nhưng mà ăn giống. Ngồi ngoài cho thoáng được. Ôi dồi ôi, đúng rồi, làm húp bò húp đi. Đúng rồi. Cái này là thạch đen đúng rồi. Làm húp bò cụ. Đúng thạch đen các bạn luôn. Làm ăn trả tiếp. Ừ nó là thạch bạn ạ. Thành ra nói chuyện với chú chim. Ngó vòng nhà bố béo phát xem à. Xong tí lại quay lại làm miếng chả nữa. Quả hành lang rộng vậy. Nó rộng đến mức mà đi mà nói chuyện là nó vang như kiểu một cung điện đấy các bạn. Ờ, quay nhà bị rộng quá, không vang ấy. Ăn nữa. Sau này nếu như mà tôi có làm nhà quê, sửa nhà quê, tôi sẽ rút kinh nghiệm. À, là xây nhà tầng, vừa phòng đủ ngủ nhỏ rất là thôi, rộng quá nó vang ạ, chả để làm gì nữa. Ờ, dưới đây 2 phòng à? Dưới đây 2 phòng ngủ à? Thế vào phòng bên kia? Buổi tối uống bò húc không sợ mất ngủ à em á? Xây cái nhà to quá làm cái gì? Nghĩ sao mất ngủ em đi uống bia về ngủ như chết. Cô, bảo nó lắp cái thang máy đi 2 tầng cũng là mình thể hiện sự giàu có chứ. Đi uống bia về ngủ như chết. Quả cửa to thế. Đẹp, 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 đẹp. Nhà đẹp thật sự luôn. Thoáng nhỉ? Cái xoài sai thế nhỉ? Ờ, ui, cái xoài sai thế. Tôi ăn lên clip, tôi ăn không thấy. Tôi phát hiện ra là ở đây ban công nhà nào cũng sẽ có chim ỉa, cất chim. Ủa ôi, mẹ phòng to thế. Phòng ngủ cũng rộng cơ. Phòng phòng ngủ rồi bá cháy vãi lìn. Đây bạn, phòng master có hẳn 2 cửa luôn. Bao cửa nào được. Đỉnh vậy. Tiếng vlog hơi to. Đâu, ở nhà cái bệ để làm gì nhỉ? Đấy, cho nhỏ đến 50% rồi đấy. Đúng nó các thứ nhưng mà nó lại làm theo cái giá. Bố ơi. Cái bệ này để đồ. Cái bệ để làm gì? Dầu gội các kiểu. Để đồ thôi, chắc là để đồ thôi. Cái này để làm gì? Mẹ thích cái. Cái để ngồi à cô? Em nghĩ là mẹ ngồi tắm. Không, mẹ để đồ tắm các thứ. Ui, nhà ở đây kiểu trần cao nó thích nhỉ, thoáng. Phải làm phòng lan. À, ui, đỉnh 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 đỉnh. Xịn mà lột như phòng bay ấy. Chủ chip nhập tâm vãi lìn. Chủ chip nhập tâm vãi lìn.
Bật nhạc luôn mà. Lên nhạc. Thề có cái nhóm nhảy Animal Crew đấy, đi tập nhảy các kiểu chuyên nghiệp như thế rồi, nhưng mà mỗi lần bảo nhảy để chả ai nhảy. Đi tập nhảy để nhảy, đi tập nhảy để chả bao giờ nhảy cả. Tập nhảy chỉ để quay TikTok ạ. À đâu, còn đoạn đằng sau rồi nữa, ngón đốt đoạn chị Trang đi cứ dạy, cứ bắt buộc bọn tôi phải học mấy cái bài nhảy TikTok ấy. Rộng quá nhở. Cái đéo gì? QNT ạ. QNT. Cây không muốn lá rời cành, nhưng lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Địt mẹ thuộc bài vãi lờn luôn. Tôi thề, thuộc bài vãi cứt. Cây không muốn lá rời cành, nhưng lá vẫn còn xanh. Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh. Địt mẹ. QNT. Chị Trang dậy. Chị Trang dậy. Giặt quần áo với cả phơi quần áo. Khiếp, nhà to quá cô ạ. Ngon mà. Cái đoạn sau khó rồi, tao còn chưa học hết đoạn sau được. Nghiện cho anh Nam tí thử mà. Thế bên dưới quạt không cảnh. Nhà tao cũng dùng mà. Địch quạt thế giới rồi, quạt đéo cánh. Sau nhà mày có trẻ con kiểu đéo gì cũng phải mua quạt như này. Cũng phải dùng mấy cái quạt không cánh ấy. Chứ không nó nguy hiểm với trẻ con lắm. Đây là quạt đấy. Nhưng mà làm sao nó mát được nhỉ? Đéo mày điên à, sập. Thật sự luôn đấy. Một mình mày nằm thôi mày đã bị quét đít rồi. Đấy là thật. Nhà tao mày đảm bảo ok luôn. Đây. Trong này này. Là y chang tao. I'm Batman. Y chang tao là. Bây giờ lên với cái bóng này là cũng phải đắt rồi. Ở đây hơi tối một tí nên là tôi chỉ quay qua nhà thôi. Qua ăn với cả biết nhà của bố béo tí, xong rồi hẹn một dịp khác sẽ qua đây ngồi nhậu sau. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển ra quán ăn các bạn. Bây giờ là 8 giờ tối rồi, phải đi ăn cơm thôi, không thì sẽ đói chết mất. Rồi, nhưng mà hôm nay ăn hải sản hay sao ấy. Ui, để mà quả nhà hàng lúa vàng. Tôi vừa được chủ nhà phím cho, đây có cái khế không ạ? Các bạn nghe rồi đấy. Lâu lắm mà con khế, thì... tôi sẽ ăn thử xem mà khế này khế ngon thì thôi. Ui, không tối việc gì phải bàn cãi về độ ngon của nhà hàng lúa vàng nữa rồi. Đặc cấp. Số 1 Cao Lãnh. Chua hay ngọt? Khế lợn, béo ngọt béo chua. Là nhạc khế là khế ngọt. Nó đéo chua thì nó khế ngọt. Không, quả khế chua thì trông nó sẽ gầy hơn. Nhà giàu biết gì có khế không ạ? Các bạn ăn khế nhá. Bình thường các bạn ăn khế, các bạn có cắn cái viền nó đi không? Tôi là kiểu trẻ con, cái thời trẻ con mà hay ăn mấy cái loại hoa quả kiểu bẻ trộm xong rồi kiểu ăn sẽ cắn cái viền ở ngoài đi xong mới ăn ấy, chứ mình không ăn cái viền đấy. Ui, anh Độ ăn cả viền mày luôn. Mày đéo biết quả khế. Quả khế anh Độ ăn cả viền luôn. Đấy, thế mày đéo biết. Lại còn tùy tâm trạng nữa. Khỏe. Đấy, anh Độ ăn cả kìa. Úi, rồi C300. Không thấy cái mỗi quả đi chơi 30 người. Gọi 5 cái taxi cũng không đủ. Ê, bảo sao đi không lâu. Đúng là theo lịch trình là giờ này đang say rồi đấy. Đúng. Giờ ta? 8 giờ. Lịch trình là giờ này đang say rồi. Nhà hàng Lúa Vàng kính chào quý khách. Tối nay nhà hàng Lúa Vàng sẽ phục vụ các món hải sản và uống bia. Nghe đồn là thế. Ui, ngồi ngoài luôn à, thích nhở. Thỏ thế. Đầy kiểu. Ở đây nhà hàng nào cũng to, khách sạn nào nó cũng bị to ấy. Uầy, mình ngó qua một tí, một số con đang bơi nhá. Đây có cá hồi Sapa này. Tuy nhiên đang ở miền Tây mà thấy chữ Sapa thì nhớ miền Bắc thế. Con này béo vãi ạ. Cá to, tôi đều đây xem là chỗ này luôn nhá. Đà Lạt. Tôi đi thẳng vào luôn, tôi không xem chỗ này nhưng mà uầy. Trông như cá cảnh ấy. Sao không ăn lẩu cá tầm hôm đấy nhỉ? Cá tầm con này là cá mà. Gì đây? Con này cá lợn. Nhiều loại ngon vãi. Ui, tôm hùm. Tôm hùm hiếu ạ. Đó là ốc má. Xuất sắc. Thề. Giờ bọn mình sẽ vào phòng để đợi ăn các bạn nhá, đói quá. Phòng xuất nào ấy nhỉ? Sắc mẹ luôn. Ui, to vãi. Có nhìn cái gì mà nó kiểu tươi sống ấy. Người đặc biệt nhá.
có một điều đặc biệt nhá, là trong cái nhà hàng Lúa Vàng nhá, các em nhân viên nhá, em nào trông cũng kiểu cao ráo, kiểu ăn mặc trông cũng rất là váy rất là ngắn nhá, mà trông cũng kiểu kiểu À, ở đây có cả phòng hát luôn. À, ông kia. Đây có cả phòng karaoke luôn. Sao? Mọi người thích, mọi người ăn xong mọi người có thể vào đây karaoke. Ui, đỉnh vậy. Sướng. Ui, rộng thật sự. Các idol sướng. Kiểu tôi đéo nghĩ là cái quán bia, quán hải sản mà nó lại rộng đến cái mức như thế này luôn đấy. Trông có bị dã man tàn bạo thực sự. Nhìn số lượng người. Ui, chưa ăn gì cái. À nhầm, chưa uống gì cái. Ăn cơm rang luôn ạ. Ở đây đỉnh vậy. Nhìn nó. Hà Nội bọn tôi bình thường là phải nhậu say quắc con câu rồi, đến lúc mà không ai nhậu nữa rồi là bắt đầu mới lấy cơm với cả lấy bị sao ra để ăn. Sau bữa nhậu này của thầy bắt thầy mới đi trước. Sau đấy là làm gì thì làm. Đi gặp hồ thầy sau. Thầy phải đợi mọi người về khách sạn hết rồi. 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 uống. Uống như nào? Hết. Ở đâu quen đấy, cứ ở đây người ta mang cơm ra trước thì mình cứ đổ bê tông trước bát cơm đã. Sau một ngày đi chơi là thằng nào trông mặt rất là háo bia. Chuẩn. Cứ đổ bê tông trước. Tôi nghĩ là tính chúng nó sẽ uống kinh khủng lắm. Cứ đổ bê tông trước nó chắc cú. Nên thế. Uầy, trông ngon vãi. Bò nước đá đúng không? Bò nước đá. Chắc là đổ. Đây là măng tây. Măng tây. Trông ngon thật sự. Sống. Tôi đã biết trên đời có măng tây đâu nhá. Từ lúc mà xuống Hà Nội học, hồi sinh viên bắt đầu mới biết là dưới này có cái loại măng gọi là măng tây ăn ngon rồi. Ăn nó cứ giòn giòn giật đấy. Mà lấy Việt Nam ít ai biết ăn măng tây đâu. Đây là bò. Tôi chọn miếng nó chín rồi. Tôi qua đang chín rồi chứ tôi không ăn được đỏ. Còn tôi đây là miếng bò, tôi quay đang tái à. Mềm mấy nhỉ? Tái mềm hơn á. Ôi, chảy nước miếng. Hình như 7 hơi nhiều. Hơi nhiều được á. Em nghĩ là giảm số 1, 6, 5. Ui, bò ngon. Ui, ok ha. Bò ngon là bò ngon. Bò ngon là bò ngon. Em nhớ là bìa. Này, này vô nè. Này vô nè. Ui, cái bò này nó ngon cực ấy. Nó mềm mà nó ướp vừa đủ vị ấy. Ăn nó thơm. Đúng rồi, nó hơi nóng thôi. Lúc ấy tôi ăn một miếng chín hết rồi, bây giờ tôi ăn một miếng chín vừa. Nó mềm mà nó ngọt cực. Đây, má ngọt. Ngon, thế là khâu hợp ý cũng phải là ông Hương. Dã man. Cái thịt cũng ngon nhá. Ăn với cơm. Làm cơm miếng cháy đi. Ôi, chấm nước tương tạt. Eo, nhiều quá. Bởi vì liếm môi một cái trong nó bị nhiều ấy. Hàng luôn. Bình thường trong bữa cơm hay là đi ăn cỗ mà tự nhiên có tôm ấy thì vợ tôi kiểu gì cũng bắt tôi bóc tôm, nhưng mà không, ở miền Tây người ta đã bóc sẵn cho tôi rồi. Nhân viên bóc sẵn tôm ra luôn. Để chỉ ăn thôi. Ngon, sướng, trong này phục vụ vì kiểu là mình về miền Tây 100 điểm mẹ luôn ấy. Thề. Nên là kiểu đéo gì mình phải ăn một con kiểu tôm. Kiểu phục vụ bị 100 điểm ấy. Mặc dù tôi bị dị ứng. Phục vụ kiểu bị 100 điểm mẹ luôn. Dã man. Đứng ngang đây. Nhanh chân nào. 1 2 3 cả nhà nói o xe chúng mày nhá. 1 2 3 o xe.
Thì các bạn nhìn như thế buồn cười đấy rồi. Như thế như buồn cười đấy rồi. Bây giờ ăn xong rồi thì chắc là để cho không khí bớt căng thẳng thì bọn tôi sẽ đi hát một tí các bạn ạ. Bây giờ thì chưa tìm được quán hát nào có thể chứa được. Ui, nhưng mà tôi phải công nhận một điều là mấy quán hát ở trong miền Tây này có nhiều các chị nhân viên kiểu đi lại nó cứ như kiểu như là đi chảy hội ấy các bạn. Các bạn giống như kiểu cảm giác cho các bạn đi kiểu đi đến một cái chỗ nó tổ chức kiểu một cái lễ hội ấy. Người ta cứ đi lại lườm lượp ở ngoài ấy. Nó cứ đi lại ở ngoài sân xong rồi lượn ra ngoài cửa. Nó cứ lượn đi lượn lại, nó cứ lườm lượp liên tục. Khoảng hơn 30 người thế. Nhưng mà liên tục luôn. Chuyển sới nhá. Tiền điện, tiền nước, tôi vừa tiền đi lòng vòng chung hôm sau lại tiền bỉm sữa, tiền lãi ngân hàng, tiền đồ gia dụng. Bị cắt mất cảnh đi hát A Nhì mặt cười. Nhá. Không phải là cắt cái đoạn này là đi ở Cao Lãnh nhưng mà quán hát ở Cao Lãnh là không có phòng. Đấy, nhưng mà đây để tôi kể cho các bạn nghe, nếu như bạn nào mà đến Cao Lãnh mà còn lỡ đi taxi thì tránh, không phải tránh mà là nếu mà đã lỡ nhảy vào mấy con taxi rồi ấy thì nhớ bảo câu đầu tiên cửa miệng bảo là anh ơi anh chạy chậm giúp em nhé. Ui, đi bạn. Bọn tôi bắt được quả taxi đúng kiểu Fast and Furious Violon. Đóng đi bạn. Tôi bảo các bạn ở trong nội khu, tức là trong nội thành, đéo hiểu sao đóng 95 km/h, có điên không? Các bạn thấy ngồi sau mà kiểu cảm giác tôi, anh Khôi, tôi với Bông Mai, Châm Bảnh với cả Huyền ngồi một xe mà kiểu phải ngồi đằng sau mà ngồi phải cầm tay nhau luôn mà. Sợ vãi lìn như ăn cướp. Mà bảo chạy chậm lại rồi vẫn đéo chạy chậm. Đến lúc sau tôi phải kiểu lên một ông taxi khác, tôi phải bảo luôn anh ơi chạy chậm giúp em nhé. Ông taxi bảo anh chạy chậm, anh có chạy nhanh đâu, anh cứ bình tĩnh thôi mà. Thế xong rồi tôi mới kể bảo vừa em ngồi xe ông taxi kia, ông ấy chạy vãi đái. Thế ông kia mới hỏi có phải con biển 29 không. Bảo, đúng rồi anh ạ, đuôi 29. Ồ địt bạn, đúng rồi, thằng đấy nó bị điên đấy, lần nào nó chạy cũng như thế à. Thế là ông biển 29 đấy chở phải 3 cuốc cho đoàn nhà tôi từ quán karaoke về khách sạn. Mà tức là sao? Tức là khi mà tôi lên xe của anh taxi kia chở tôi từ quán karaoke về ấy, là con biển 29 kia Nó đã đón một đoàn xe của nhà, tức là đón được một chuyến của nhà tôi chở từ quán karaoke về khách sạn. Xong rồi nó quay lại mà bọn tôi đi, bọn tôi thấy ngược chiều nhá, thấy view cái qua bọn tôi bảo địt, đúng nó rồi anh ơi, đúng con này rồi. Sau lúc sau lại thấy nó view cái nó vượt qua, sau lúc sau lại thấy nó view cái nó quay lại. Thế là một mình nó đón được 3 chuyến nhà tôi luôn. Địt mà vãi cả bìu. Đúng người quen à, người quen của Thanh Chin à. Đấy, đúng rồi đấy. Mà thế cái thành phố Cao Lãnh để tìm một cái con hát có thể chứa được 30 người, nhưng mà câu trả lời là không các bạn ạ. Đi mấy quán rồi nhưng mà không quán nào mà nếu như mà muốn hát thì phải chia ra khoảng 2-3 phòng. Nên là bọn tôi quyết định là đi về. Tầm này muốn đi bộ đi ăn kem nhưng mà quán người ta đóng cửa hết rồi. Bây giờ là khoảng 12 giờ đêm rồi. Giờ tôi sẽ đi ngủ để ngày mai bắt đầu một hành trình mới đi Kiên Giang các bạn nhé. Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon và sáng mai gặp lại. Ý cảnh karaoke á, karaoke trên bi là buổi sáng trên livestream ngày hôm kia của anh là có đầy đủ hết. Hôm nay thì karaoke anh cũng có chiếu cho các bạn xem. Sẽ dậy ăn sáng ở dưới khách sạn. Sau đấy là bên bọn mình sẽ check out và lên xe đi thẳng đến Kiên Giang luôn. Ở Kiên Giang thì sẽ có chương trình hình như lại đi du lịch sinh thái hay sao ấy. Thì giờ xuống ăn sáng xem là khách sạn này ăn sáng như nào trước đã nhé. Đi du lịch sinh thái mãi. Hello, sáng thì đi du lịch sinh thái, xong rồi tối về là du lịch sinh sản. Dã man luôn. Ôi, ăn gì đấy? Nước ngọt điếu ấy. Ủa, điếu nằm ra nhỉ? Bắt sau rồi. Wow, buổi sáng đây không khí thích thực sự ấy. Khác nó như kiểu mùa thu của Hà Nội ấy. Chuyến đi này về mát, không biết là anh Độ với chị Trang kiểu có đẻ thêm đứa nữa không nhỉ? Dễ thở. Tự nhiên lại có thêm em nữa. Em nữa thế là tên là gì? Sói à? Cáo. Ủa. Nếu là con gái thì sẽ đặt tên là thịt băm này, một miếng gan này, hai miếng trứng cút, một con thỏ. Tôm, một ít thịt lợn. Tôi cảm giác sóc. Kiểu là bánh canh ấy, nhưng mà nó thay bánh canh bằng sợi bún. Ồ, cái sợi này nó không phải là sợi bún đâu. Nó là cái sợi gì giống sợi bún ấy. À, nó là mì. Tôi tính rồi. Đầu tiên làm con tôm để gãi cho nó sướng á. Ủa hôm qua ăn con tôm không bị đứng. Cái này. Đâu? Phải sao? Sau này nhá, nếu như mà tôi có quay con gái luôn à?
một phát quay phát đúng một phát ăn luôn. Cho em ăn đi. Chết chị Trang ơi. Đây chị ăn đây, đây, đây đúng rồi chị. Tao còn đéo mang phí cơ nhưng mà chắc là đéo đến lượt tao đâu. Ai phải là may mắn đây. Đấy chắc là sáng đấy mà tôi ăn là bếp. Bếp tài trợ. Bếp tài trợ bữa ăn sáng đấy các bạn ạ. Ngon lành. Thật tuyệt. Không, sau này con tôi nếu mà ấy thì tên sẽ là hai chữ. Đó. Ví dụ như kiểu là nếu như mà là đẻ con gái thì tôi sẽ đặt tên đó là Indy. Đấy, Indy, Indy ơi, Indy. Đấy, nghe cũng được bởi vì là nó sẽ là một hy vọng là sau này sẽ là một người con gái nhẹ nhàng. Đấy, trầm tính. Đó, nhẹ nhàng, dịu dàng. Đấy, còn nếu như mà là con trai tôi sẽ đặt tên đó là Sati. Đấy. Sati ơi, Sati. Đó, Sati thì nó sẽ là một người năng động, nó sẽ là một người kiểu ấy hoạt bát. Ừ. Em gọi thêm cái con thịt sườn khác nhỉ. Rồi. Đang thử hay gặp bò con. Ngon quá. Nước canh ngọt cực á. Hợp lý mà. Xin cảm ơn. Vậy mình ăn bánh mì gì anh? Bánh mì bò kho. Sáng ngủ dậy mình kia ăn bố. Anh ăn nữa không? Đang dự tính coi có gọi nhém gọi những gọi cơm tấm rồi. Indy trong Indica, còn Sati là trong Sativa. Cho mình một chuẩn nói sao ấy. Tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt cho mình hôm sau lại tiền nước, sữa, tiền lãi, ngân hàng, tiền đô ra dụng. Sao tên nghe như dân Ấn Độ thế anh mặt cười. Nghĩa nha, hay mà, cho bây giờ đặt tên kiểu các loại con vật. Rồi là bên đây kiểu cảm giác cái gì? Mực, gấu, bề bề, tôm tích à? Mấy cái đồ mà kiểu tôi thích ăn đấy kiểu mực này, bề bề, tôm tích, cua hoàng đế, tôm hùm, tôm sú, cua gạch. Cô thịt, cô Cà Mau à? Vãi lì. Tép, tôm. Các thứ mọi người đặt nhiều rồi. Bây giờ mình đặt nó phải khác đi. Quá trời quá đất. Chả là ngon nhỉ? Chả là như kiểu cho thêm cái gì. Hôm qua đúng 12 giờ đêm là tôi đặt đầu xuống ngủ. Nhìn đồng hồ luôn, ngủ một phát 7 rưỡi dậy. Mà tôi phải công nhận là ngủ cái giờ đúng với giờ người bình thường buổi sáng ngủ dậy đấy, cảm thấy người thoải mái mà nó tỉnh táo quá. Nó không bị hít không khí, nó hít không khí. Ừ. Thoải mái quá. Nó không phải như kiểu là bình thường buổi chiều mình ngủ dậy người sẽ bị ngu ngu ấy. Dậy thích vậy. Người khỏe xong tâm trạng cũng vui vẻ ra. Trông ai cũng yêu đời. Đã thấy được ăn sáng miễn phí đấy. Ăn xong rồi chuẩn bị đi chuyển đi. Chuyển đi, chuyển đi. Kéo Linh ơi. Kéo kéo anh một cái với. Bạn ơi tí check inbox Facebook của tôi nhá. Đây, bà Linh, có đây, vấn đây. Đề gì đấy bạn? Có vụ gì vậy? Có chuyện gì xảy ra đấy? Tao tưởng mà đéo cầm gì. Thôi mày kẹp mẹ lúc hai cái đi. Người to khỏe thế chịu khó vận động đi. Giúp người khác một tí. Mẹ trông gầy vãi lìn à. Giời, mẹ. Trông có vẻ mẹ xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu. Trông gầy vãi lìn ạ. Gió thổi thấy bay mẹ luôn. Úi, chiến thần cao lãnh, chiến thần cao lãnh. Chiến thần cao lãnh ra chia tay. À đau lưng quá. Mấy thằng em cứ đứng để nhìn ông anh phải chuyển vali ạ, cay vãi hồn thể. Tôi thề với các bạn luôn nhá. Cái đoàn này đi ấy, nhưng mà tôi thề với các bạn luôn, có mấy thằng em lười vãi lìn. Ví dụ như kiểu như là có mấy ông anh già, ví dụ như kiểu như là bây giờ tầm ví dụ như kiểu anh Chip, anh Độ thì là già rồi đúng không? Thế nhưng mà mấy thằng em này nhá, luôn luôn đứng kiểu cứ lững tha lững thững ấy, đi xuống rất là muộn, xong rồi cứ kiểu đứng ngoài đợi. Tôi phải gọi cả mấy thằng cu vào mấy lần ở phải bê hành lý xuống, phải mấy lần mà tôi với thằng Nhím lúc nào cũng là ra kiểu chuyển hành lý cho mọi người, xong rồi gọi mọi người ra nhận hành lý luôn á. Còn mấy thằng cu thì cứ đứng nói chuyện với nhau thôi. Thề luôn. Không, cái này thì không quan trọng, thực ra là cái việc này cũng việc nhỏ thôi. Thế nhưng mà đúng là trẻ khỏe, ví dụ như kiểu như là tài cây này, đẹp này, thấy ông Nip kìa đấy, trẻ khỏe chả ra đứng mà phụ gì cả, cứ đứng chơi thôi. Chuyển đây mọi người.
Ra đi mời ơi. Chấn chỉnh ngay. Lên 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 lên. Con về nhá. Con chào cô. Cô giữ sức khỏe nhá. Chú giữ sức khỏe nhá. Vâng. Không không ý là thấy xong rồi kéo xuống này. Không, tôi là cứ xuống xe là tôi là chạy ra cái chỗ hành lý đấy, là tôi chuyển, tôi lấy hành lý rồi kéo lấy ra cho mọi người rồi chuyển ra cho mọi người. Giời ơi, kinh quá nhở. Diễn Uầy, các bạn thấy không, thấy cái chữ Q kia không? Hôm trước là đang nung cái chữ Q đấy, thế là cái khối nung ấy nó bị chảy ra, thế là thôi cứ để cho nó chảy con mẹ nó ra luôn cho nó đẹp đấy. Đi chị ơi. Không xem. Nhìn sâu vào đôi mắt em đi. Đi con mẹ. Nhìn sâu vào đôi mắt em đi. Đi con mẹ. Đôi mắt của kẻ bị ngao. Đi có mẹ khổ vãi luôn. Đi đéo đâu cũng chỉ có ngồi một mình thôi, bởi vì to quá. Đi máy bay người ta cũng xếp chỗ cho, cố gắng xếp chỗ cho ngồi một mình, nhưng mà đi ô tô người ta cũng phải cố gắng xếp chỗ cho ngồi một mình ạ. Đéo hiểu sao nó lại là em ruột tôi được. Đi mà ai xả ai ai má nhìn ngấy thế phát. Pháp sư quá nhìn cam rồi chửi Nghệ An có cái gì được không mày còn lại mẹ ăn đồ. À đây cái góc này là bảo là Quang Quang mày quay cho anh mấy cảnh kiểu bọn anh ngủ ở trên xe các thứ tựa vào vai nhau. Diễn tí sâu deep một tí. Một số hộ gia đình sáng nay dậy muộn không đi ăn sáng rồi mang bánh mì lên xe. À, lần sau còn như thế là bị kỷ luật đấy nhá. Còn bây trưởng đoàn phải nhớ xem là phải nói cái gì ấy, kiểu đi phải nhớ xem là mình phải nói cái gì tiếp theo đấy, cái gì tiếp theo ý nhỉ, quên mất rồi. Giờ thì đoàn mình sẽ di chuyển đến khách sạn ở Kiên Giang rồi đi khu du lịch sinh thái. Mấy giờ tập trung của trưởng đoàn? Mấy giờ à? Ta chưa hay nói giờ nhỉ? Mày là trưởng đoàn phế văn lộn. 12 rưỡi là sẽ tập trung đi khu du lịch sinh thái nhá mọi người nhá. Mọi người rõ chưa? Rõ. Trưởng đoàn phế văn lộn. Chéo chấp nhận được. You are quên mẹ rồi. You are my fire. No one biết đéo đâu. Đi xài ơi. À đi thay ơi. You are my fire. No one desire. Trời ơi. No one desire. À desire rồi. Hát giống tông của em. Desire là vô hay rồi. Bạn cho anh không. You are. Tôi hát cũng sai sao. My fire. Mặt đấu. Phải gì đây mới ra mặt được chứ. You are my fire. No one desire. Đúng không gì? Đi xài ơi. Đấy chưa? Đi xài tao hát được rồi. You are my fire. No one desire. Believe when I say I want it that way. Tell me why. Đi con bạn đoạn này khó quá luôn. Đéo thuộc. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Sau 2
2 tiếng di chuyển từ Cao Lãnh. Đéo thuộc lời. Bây giờ mình đã có mặt ở kia giờ. Và đây là khách sạn mà mình sẽ ở. Khách sạn Folic Phượng Hoàng. Tập trung lên đây đi. Thấy tôi đứng ở chỗ lấy vali không? Không lại bảo là anh quang mõm. Thấy tôi đứng ở chỗ lấy vali phụ cái anh lái xe kéo vali từ trong ra không? Lấy vali di chuyển vào nhận phòng ấy. Ui ăn kem. Mấy thằng em này. Lần sau là các em là phải tinh ý nhá. Để ơi kem ngon. Em giới thiệu người ta là phải chui vào trong, người ta đẩy ra xong rồi lôi ra. Có kem que kìa. Trời ơi. Bắt đầu đi anh không? Cái này đúng kiểu từ xưa luôn đấy rồi. Chưa đi học cái này không? Cứ lắc thêm chung 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 tinh rồi nhá. Ủa cái chung này như ở ngày xưa, quê tôi hay đeo cổ con bò. Có đi xa thì còn phát hiện ra rồi. Ôi. Đây là ký ức trôi về một mình. Wow. Đấy cẩn thận chút. Ôi đất ơi. Nhìn cái gì cũng thèm đấy. Khiết. Ngon thế nhỉ? Đây, ngon đây không? Sao thì quẹt. Nhìn này. Có này chút nữa rồi. Nước nhất nhỉ? Ngồi cầm màu đen rồi. Cười. Cám bè. Hai tay hai cái luôn cho cẩn thận. Làm hai cái luôn cho nó cẩn thận các bạn ạ. Làm bao nhiêu cái quen mặt hai cái. Trông thấy con nít có nhiều ca sĩ nhỉ. Nhưng mà tay thấy con nít có 500 rồi. Tay nó lại ử quá. Tay thấy con nít có những cái pháp kìa. Thấy không? Nói nó sai đâu. Tay thấy con nít có 500 rồi. Nghĩa là chú đẩy đủ KPI ngày hôm nay rồi thì đúng không? anh tôi cũng làm đôi chiếc cái kem quen của quốc quế làm em đỡ không view đẹp nhất à. Ui anh cảm ơn nhá, view đẹp nhất luôn. Anh cảm ơn nhá. Tiếp theo là đây là chip là khách sạn thì chị hả, thực ra là không đúng, đây thì nó giống kiểu mô hình nhà nghỉ khách sạn nhiều hơn. Là cái phòng của nó kiểu cơ bản như cái nhà nghỉ thôi. Đau chân rồi. Đấy, nhưng mà thực ra là bọn tôi thì đi không quan trọng đẹp lắm. Như này được rồi. Mấy chị em thì kiểu cần nó đẹp hơn, các thứ hơn. À, mình sẽ được view đẹp nhất em ạ. Nó kiểu motel. Ui. Dê. Sao lại giường đôi nhỉ? Đấy, một giường đôi đây làm gì, đây một giường đơn. Wow. À giường đơn. Ý cái giường đơn kia là để cho con Tiêu đây nó vào nằm đấy đấy. Khách sạn này chỉ có 2 tầng thôi các bạn ạ. Nhưng mà nó là view ra biển. Không biết là các bạn có nhìn thấy gì không nhưng mà tôi cũng đéo nhìn thấy gì cả. View đẹp nhất nhìn ra toàn cây là cây. Ôi có 2 cái ban công luôn này. Bên này có 1 cái ban công nữa. À, nếu như mà tối mà nhỡ vợ chồng có cãi nhau là sẽ đứng được mỗi người một góc. Xem nhà vệ sinh này nào. Nhà vệ sinh lúc nào cũng là chỗ mà mình quan tâm nhất. Ui, Miu ơi. Anh ỉa em có thể nhìn thấy đấy. Tối nay em có thể ngắm anh ỉa. Muốn có nước nóng nó phải trải qua quá trình kiểu khó vãi lộn đấy. Anh nhìn em. Đéo thèm tắm nước nóng luôn. Mà đây là tắm nước lạnh hết. Được cái thời tiết nó cũng nóng ấy. Mình tắm giờ bọn mình sẽ gỡ đồ. Rồi chuẩn bị đi ăn trưa các bạn nha. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Xem đồng hồ. 3 giờ anh ạ. 3 giờ 08 phút. Bây giờ là 11:09. Theo như lịch trình là 11:30 mình mới đến nơi, nghĩa là bọn mình đến sớm hơn khoảng nửa tiếng và sẽ được nghỉ ngơi được 1 tiếng rồi cả đoàn sẽ tập trung đi ăn trưa. Đấy, trông mọi người có mấy cái vali đẹp lắm nhá. Cái vali của tôi trông kiểu lở quá. Sắp tới phải mua mấy cái vali mới mới được. Trông cho nó sành điệu. Ủa, mát vai về. Oh, very man.
quê quê. Tôi thề với các bạn luôn nhá, anh Độ vừa sờ chim thằng Bô ấy. Hôm trước ra sân bóng, anh Độ cũng sờ chim tôi ạ. Đéo. Nhưng mà kiểu sờ theo kiểu dạng như là sờ kiểu nhanh lắm ấy. Sờ kiểu trêu kiểu tốc độ thôi. Nhưng mà hôm trước ra sân bóng anh Độ cũng sờ kiểu lâu lâu rồi, chắc là phải cách khoảng 2-3 tháng rồi ấy. Kiểu sát ta. Còn thấy kiểu anh Độ sờ đúng vào chim luôn ấy, kiểu đi mà ơi. Ai. The fuck. Ok, 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 lại thử. Chỉ định là cái gì mua xoài này. Ừ, cứ thấy có người bán gì là nó sẽ mua. Nó còn mua luôn cả những thứ người ta không bán cơ. Gì nó phải mua ấy. Uầy, lại nắng rồi, hứa hẹn là sẽ một ngày đen như củ tam thất. Đi ở đường á, người ta bán cái gì? Trông kiểu mà đi bộ đéo thấy khu du lịch đâu cả là thế nào? Dừng lại ở đâu là nó mua đồ đấy. Trưởng ạ. Có tấm lòng thương người á. Ui kiểu có quả cây dừa, có hai quả dừa xong người ta đeo hái nốt đi nhở, trông ngứa mắt vậy. Dạ không, tấm lòng ham ăn. Sẽ thuê áo bà ba đó chị. À đấy. Áo bà ba đó. Cả cho bên mình cái chỗ là cái khu riêng biệt để mà mình không có ngồi chung với mọi người. Cả đàn ông cũng mặc áo bà ba luôn à? Dạ đúng rồi. Wow. Là, gọi là áo bà ba unisex á. Ai cũng mặc được. Dạ đúng rồi. Thì bọn tôi chơi thân với nhau thì có gì cứ nói thẳng luôn. Thế dưới là lòng thọc lắm mà nhỉ. Đấy các bạn thấy không? Ủa đất này đất sét này. Các bạn phải biết là thằng Ben nó cầm cái pot của Tú nó hút. Mà các bạn phải hình dung ra là cái pot. Ví dụ đây, đây pot của Tú là tôi mua cho Tú. À không phải, tôi xin cho Tú một cái. Đấy là đây y hệt như cái pot này của tôi đang cầm ở trên tay đúng không ạ? Đây thì nó có một cái đầu hút ở đây. Các bạn thấy để ý không? Ông Ben ông hút kiểu đéo gì pot mất con mẹ cả cái đầu rồi. Nhưng mà vẫn hút. Xong rồi cứ hút như thế này. Nhưng mà bảo sao bảo đi mẹ dui hay chảy lên mồm. Hút như này thì dui nào nó đỡ được. Đầu ma. Hút như này thì dui nào nó đỡ được. Ê, mất cái đầu hút rồi nhưng mà vẫn hút. Nó vẫn hút bình thường đó. Ủa má, nhà quê thật sự luôn á. Cái đó hay lắm. Ủa, này là mới kêu bà ăn trước kìa. Nó có dưới trong. Không phải là không có pot, mà pot nó bị hết pin các kiểu ấy thì hút. Ủa, cái chuối này đúng cái chuối đúng không? Thì không phải là vấn đề. Đỡ quê rồi đấy, đỡ quê rồi đấy. Tay dậy của Nam Trâm. Trái một lần là nếu mà chặt cái quầy đó là mấy con nghiện. À. Mấy con nghiện. Tại chuối này. Đây rồi. Quay đi bộ mãi thì cũng hiện ra kia rồi. Khu du lịch sinh thái Hoàng Vũ. Trông như kiểu là có cả mấy cái chỗ để chơi nước ấy. Máng trượt các thứ ấy. Xịn. Hello các cháu, hello. Hello. Toàn fan của anh Hiếu đấy. Đây là cổng vào khu du lịch sinh thái Hoàng Vũ 5. Quay thấy còn nó còn cơ sở 1, 2, 3, 4 nữa. Nó đến 10 rồi anh ạ. Hoạt động các ngày lễ. Ủa, thứ 7 chủ nhật. 30 phút nữa. Thế sao đéo ghi mẹ là không đéo nó mở cửa đi. Hết buổi livestream luôn. Em chào đón tất cả các anh chị chạy giống miền Tây sông nước. Em là Trung Hiếu, ngày hôm nay em sẽ rất là MC cũng như là hoạt náo viên để đồng hành và dẫn dắt tạo được nguồn năng lượng tuyệt vời nhất cho tất cả các anh chị khi mà đến với Hoàng Vũ Nam. Rồi ngay bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các anh của mình vào lối đi. Chút xíu nữa mình sẽ tham gia trò chơi. Rồi bên đây là khu thủy tạ, nơi mà các anh chị của chúng ta sẽ dùng tiền. Ngay lúc đầu ở ngoài đường gặp anh Hiếu, nam thanh nữ tú, tôi đã bảo với lại cả Huyền là anh Hiếu này ấy đấy đấy, nói vui thôi nhá, không phải là kiểu kỳ thị hay là gì nào đâu, mà bọn tôi rất là enjoy luôn. Thế nhưng mà Huyền bảo là không, chỉ là anh ấy là ăn mặc như thế thôi chứ không phải đâu. Thế nhưng mà là thật. Ui, ăn trưa đây à? Trông xịn sò sang chảnh nhở? Ồ, đi chỗ ngồi đi. Thích vậy?
ở Hà Nội không có mấy kiểu khu rừng sinh thái mà kiểu cảm giác nó thoáng thoáng như này. Mát đấy. Dã man. Tôi là Hiếu ơi, sợ kiểu mấy cái nước kiểu lạ lạ ấy, không dám. Đây quả mướp này Hiếu. Cứ phải kiểu rửa tay một lúc xong rồi mình xem là có vấn đề thì không mới dám đưa. Đây quả mướp này. Không sợ kiểu mày đéo biết quả mướp đúng không? Đấy quả mướp. Về đấy là quả mướp kìa, thấy không? Lần xong ám ảnh mẹ luôn. Mướp sao đéo biết, hôm qua mới ăn xong. Mày đéo biết quả mướp. Biết quả mướp. Không biết, đấy, đấy gọi là quả mướp ấy, thấy không? Quả mướp. Quả này giống quả bầu hơn. Đúng mày ơi, thằng Hiếu đéo biết quả mướp. Tao biết quả mướp. Thằng Hiếu đéo biết quả mướp này. Cái đó là bí đao. Nhà quê quá trời ơi. Trông giống quả bầu hơn nhỉ? Đúng rồi. Quả bí thì nó sẽ có màu xanh, kiểu xanh đậm hơn. Quê đéo chịu. Xanh nhạt như thế là quả bầu. Trên đây mình có cơm rang, mình có cá kho. Đúng là mình lại có thêm một cá kho nữa. Nhiều cá kho thì tiền bìm sữa, tiền lãi, ngân hàng, tiền đô ra dùng. Anh xem ơ bần tiết lộ ra thế khủng chưa anh? Anh xem rồi, anh xem rồi em ạ. Ui, thấy bíp. Không các bạn nhá, đấy là kiểu nhiều bạn là để ý là tôi kiểu cũng cái này là đến tôi cái đấy, nhưng mà các bạn nộp ý là gọi cả... gọi gì nhá? Gọi ngó sen tôm thịt. Ngó sen tôm thịt à? Nghĩa là phải ăn cả một không miếng phải như ngó các bạn sen nghĩ một đâu. Miếng tôm và một miếng thịt à? Uầy. Hơi ngược sáng một tí nhưng mà uầy. Wow, nó ngon vậy lái em ạ. Món đéo nào cũng chảy nước miếng. Thầy ô nít kẻ mình dịch cá kho. Ông mọi người không ăn cá. Ba phải ăn 6 bát thôi. Cá này là thầy ô nít ngồi cạnh tôi với cả bô béo rồi ăn đi. Ngồi ăn cơm bàn đấy phải ăn 6 bát. Ở ngoài Bắc em đứng đấy là bọn anh ngại và anh không ăn được ấy. Em giao mày kia nha. Khó đấy. Đó ngồi ăn với anh luôn đi. Dạ 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 để em. Vãi thật. Thôi đừng làm gì nữa cả, bỏ chúng ta xuống lại. Cho một cái. Đây đây đây. Mọi người cho bên. Tao cảm giác kịp là ăn không một nghỉ nó chuyển như chiêu chiêu nhé. Đi đâu, tao bụng. Đó chiêu thế. Cái miếng thịt nó bị ngon đấy. Nó nhá mà luôn đấy. Cái thịt nó bị ngon đấy. Ăn cơm tôi cũng làm đôi bát cơm trắng. Thật ra là để ăn được cơm trắng. Mình có thời gian nghỉ ngơi mà. Tôi cũng làm đôi bát cơm trắng các bạn ạ. Mãn nhãn vãi lìn luôn, kiểu sướng hết cả cái mồm luôn đấy. Mồm sướng vãi lìn luôn. Sao lại hết vlog off là off như nào, hết vlog qua bên đôn chế kiếm game thì chơi chứ off là off như nào các bạn. 5 giờ mới nghỉ cơ mà. Công nghiệp lắm. Làm sao mà công nghiệp như thế được. Đấy, cái lúc mà tôi câu được con cá to vãi lìn ra này là mọi người bắt đầu mới mang cần ra ngồi câu mãi không được ấy. Là tôi đấy, tôi ngồi một mình một góc các bạn thấy không? Tôi ngồi một mình một góc luôn. Đấy, tôi được con đầu tiên luôn. To vãi lìn chỗ chân Aben ấy. Thấy chỗ chân dưới sau chân Aben không? Aben đứng chắn rồi. Nó bị to ấy. Không, mình không ăn. Khủng khiếp vãi lìn. Con của anh là đúng con cá là câu được ấy. Còn mọi người câu mấy con cá vàng thì là diễn viên không nói làm gì rồi. Còn con cá của anh nó là con cá to luôn ấy. Con đấy phải hai, con đấy phải hơn cân, cân rưỡi. Đây, đây mới là cá diễn viên. Đây mới là diễn viên này. Đấy có mỗi một con à. Anh Hiếu này, chị Trang này, Ben này, anh Độ này, Nhím này câu lên mỗi một con à. Anh em ơi. Lên đồ. Thì con mẹ Phát Béo. Tội Phát Béo ấy, đéo có cái bộ nào có thể vừa với thằng Phát Béo được các bạn ạ. Cái bộ anh Hiếu với lại cả nhạc mặc là size XL là size to nhất rồi. Còn Phát Béo thì đéo có một cái bộ nào có thể vừa với nó được. Các bạn trông như này thì làm sao mà vừa được, nhìn đi. Thấy không, vừa làm sao được. Cái này phải cho slow motion, xong ghép nhạc vào, up lên TikTok. Chuẩn chắc là như thế đấy.
các bạn TikToker ơi, làm đi. Em mặc quần size M. Ngay bây giờ em mời anh Đỗ lên thưởng thức cả. Đây nhá, cái đoạn này thì có nhiều bạn thắc mắc hỏi là ơ anh không chơi trò chơi à? Ủa sao không thấy anh Quang ta? Quang Ngọc QNT đâu? Quang Ngọc Trịnh đâu? Ơ anh Trịnh đâu nhỉ? Thế nhưng mà không có anh Trịnh là bởi vì là anh Trịnh đây. Anh Trịnh đứng đằng sau máy quay để quay ra được những cái hình ảnh và những cái trò chơi vui như này là anh Trịnh quay phim rồi nhá. Bởi vì lúc đầu đương phát quay đây, thằng Phát lúc đầu nó cứ đứng im chỗ này nó quay này. Đấy, nó cứ đứng im con mẹ đây nó quay. À, thôi đéo được rồi. Lúc đầu là tôi cũng xếp hàng mà. Lúc đầu là tôi cũng xếp hàng vào. Tôi cũng đứng định chơi với mọi người, cũng cầm bóng các thứ rồi, nhưng mà tôi nhìn thằng Phát nó đứng yểu, nó cứ đứng im một chỗ nó quay ấy. Tôi bảo đéo ổn. Thôi rồi, để tôi ra tôi quay cho chứ để Phát quay là đéo được. Đấy, tôi quay thì nó có nhiều cảnh, của toàn cảnh các kiểu. Các chị sẽ nghe theo hướng dẫn của anh MC nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thế ngồi. Đó, thì em sẽ cầm cái bong bóng trong tay em. Sau đó di chuyển tới bàn để. Sau đó thì em ngồi xuống. Em dùng kỹ thuật như thế này. Em đẩy mạnh lên. Dạ, ấy da, từ ấy da. Dạ, người phía trên dùng người xưa. Sao đẩy làm sao. Dạ, ví dụ như thế này không được. Em mời anh đứng dậy. Dạ rồi, đúng rồi. Dạ đúng chính xác. Dạ đúng chính xác. Rồi, dạ thế thứ hai. Dạ thế thứ ba em mời anh nằm ngửa ra. Rồi, dạ nằm ra, ok, dạ rất đơn giản đó, ok. Là, rồi, được chưa ạ? Rồi, sau đó thì người thứ hai lại tiếp tục ngồi xuống cho người thứ ba cuộc hẹn. Được chưa ạ? Đó là lý do vì sao nam chơi thứ năm, nữ chơi thứ nữ. Dạ, hạnh phúc gia đình bền lâu. Ok, chú các anh chị, ok. Thầy Bảy tung tăng quá. Độ một cái bóng khác ạ. Trò chơi này mình chắc từ chơi nhẹ nhàng nhá. Em có cái quy định như thế này. Thứ nhất, MC luôn luôn đúng. Có sai vui làm coi là địa một. Thứ ba để trong quá trình chơi ném thì bóng chơi, ví dụ chơi bóng bóng thì nói bóng bóng và tránh làm đau khổ em xem xin đau quá dẫn cho các anh chị cũng nổi đúng không ạ? Thôi chúng ta sẽ thay chứ là cái gì mà ca nghĩ là thở lỏng cho hết thở cho giống như lúc mới đi đẻ gì đó rồi hấp vô đừng thở ca 30 năm nó thở lồ ruột luôn rồi chuẩn bị âm nhạc music please. Tiền điện tiền nước tiền sinh hoạt chung hôm sau lại tiền bình sữa tiền lại ngân hàng tiền đồ gia dụng. Thầy Bảy làm quả lộ quá à, mặt cười. Ôi, cười đấy nhẹ, đấy hiếu nhẹ. Quay mà buồn cười vãi lồn thề. Đéo nhịn được cười luôn. Thằng lồn tú đi con mẹ. Thằng lồn tú còn đi mẹ đi. Chơi kiểu úp thìa với chú ạ. Đi mẹ úp có mẹ trực diện vào luôn ạ. Chú Trích bảo đi có mẹ quay lại. Ui đi mẹ. Phá lồn đầu. Tiểu nít mạnh vãi lồn thề. Quyền với Hành làm gì kìa? Anh khổ diễn thế. Ôi thôi tôi tua đoạn này. Tôi tua đoạn này của thầy Bảy mới được.
tôi phải tua này một thứ bảy mới được. Không được, không được. Rồi tua rồi, tua rồi, tua rồi. Tua rồi, tua rồi. Trông phản cảm lắm. Địt con mẹ. Một đòn đánh mang tính chất triệt hạ đến từ thầy Onip. Vãi luôn, đây là phải ghét nhau lắm. Đây là phải ghét nhau lắm thì mới dùng hành động triệt hạ như thế. Chứ địt bạ, người bình thường đéo ai làm như thế, với đối xử như thế với lại cả địt bạ, người đồng đội của mình cả. Triệt hạ vãi lồn thề. Ác vãi lồn thề. Ông đếm ác vãi lồn. Các anh chị nhớ nhắc nhẹ dùng bao lên. Sau đó mình lửa. Dạ đừng bao giờ kéo một cái ghẹ như vậy. Bành cái chảo lá sen khỏi xài. Được chưa ạ? Ok ạ, à, chưa ạ? Kéo cái hoa di chuyển. Bước ở đâu mà phải dừng lại nha. Không được đứt đoạn ra đứt thì các anh chị mình phải dừng lại điều gì đó. Cao, hay chưa? Nói nghe là làm với ông là, đấy là do trêu thầy đéo khéo thôi. Lần sau trêu thầy mới khéo hơn. Dạ đúng. Rồi, nè, em hướng dẫn một lần tập trung nè. Rồi, lướt lên, đó, lướt lên, sexy lên, được chưa? Đó, đừng kéo, ok. Là, music, ui, anh âm nhạc, công 2, 3, bắt đầu. Hey, hey, hey. Anh độ kiểu đứt mặt, kéo theo anh Hiếu. Nặng mà u thèo níp, u thèo níp, u thèo níp, u thèo níp, u thèo níp. Thèo níp nhiệt tình thế. Thèo níp nhiệt tình thế. Hãy chơi để win mà đi nè. Hãy chơi để win mà không. Thế trưa nay tôi vừa mới ngồi tải Gunny về chơi các bạn ạ. Vừa nạp vào 100.000 xong. Anh Hiếu nặng vãi lìn thề. Bọn tôi đang chơi server gà fashion đấy. Gunny PC nhá, không phải Gunny mobile đâu. Gunny ở trên PC nhá. Server gà fashion, bạn nào chơi thì vào đấy có cái hui lôn chế đấy. Tôi thì chưa đủ level để vào hui hay sao. Gunny Origin là Gunny ở trên PC ấy. Là có hai cái Gunny á, một cái Gunny ở trên mobile, một cái Gunny ở trên PC. Gà fashion. Anh ơi, bộ em giống cái gì hôm nay anh hả? Dạ, mặt hơi cạo. Mặt hơi cạo, mệt hả? Mới chơi sưng sưng mà mệt gì? Đó, rồi chuẩn bị. Anh Hiếu, anh Hiếu. Đéo được chắc được anh Hiếu luôn. Ui, Hiếu nít trông vã còn béo ạ. Ui, trông mập mạp vãi gì. Ôi ơi, lát lồi ruột nhỏ em luôn. Trời đất ơi, quá trời quá đất. Rồi, bà đo ngủ với bà đo. Giờ tôi bà già nè bà. Ok. Dạ, cái đúng rồi. Đó. Đi con mà. Khỏe nghịch phải đi. Ok. Đừng đoạn chơi trò chơi dưới nước để mới vui. Đây anh Độ khoe bảo là tôi đi sao nhập ngũ về là tôi học được cái này. Ở trong sao nhập ngũ là nó có cái bài học này này, đi sao nhập ngũ về học được biểu diễn luôn. Uầy trông vãi lìn ạ. À, mượt vãi cứt luôn ấy. Cho mình lên mình đéo làm được như thế đâu. Rồi ngồi gọn vô, xếp bằng vô,
xếp bằng vô, xếp cái càng vô. Rồi các chị của mình, ai có quãng đường đi xa hơn người đó là người chiến thắng, được chưa ạ? Rồi, dạ tới cái cầu đó chị, mà biết bơi tới. Có linh đi con phải. Rõ ràng là trong cái bể này là có những cái cầu thang để cho mình trèo lên, hiểu không? Nhưng mà có Linh đéo thích, lại thích kiểu đi bật tường, bật để trèo lên cơ. Đi bật lên cái tụt mẹ cả quần ra, buồn cười vãi lìn ạ. À. May là không có hình ảnh nó quay lại được đấy. Dạ, nó quay lại được, xóa đi rồi. Chứ tao mà Linh được thì á, sau này già anh lúc mà Linh lấy chồng nhá. Nó mang cái hình tờ Linh ra nó cho người ta xem. Dè vô lại nè, đó thấy thương không? Trời đất ơi, quá dễ thương. Dạ, quá đáng yêu. Buồn cười quá rồi. Ngồi chưa vững, nó phải ngồi cân cơ. Nó phải ngồi cân thì mới được. Đây nó ngồi chưa cân. Ok. Mỹ nữ ca đuối mà. Bình tĩnh nào. Dạ mầm non mới nhú chưa kịp nhú đến màn rồi. Ai hiểu hết con mẹ cái thầu đi luôn. Chú chim. Dạ, dưới làm bằng thật là chú chim không biết bơi. Như nào đây cơ, chế độ như nào đây? 7 người một thang, 7 người một thang. 7 người một đôi. 7 người một thang. 7 người một thang. Còn anh hiểu buồn cười mới rồi. Đấy, đi phải banh chân ra. Phải đứng banh chân ra. Nhiều buồn cười với rồi. Gì cơ? Nghe thấy bẹp cái đi. Hú te mấy rồi. Ông A, ông Nghịch. Đây này còn thêm quả này nữa thì mày. Vì voi cái lồn rồi. Vì voi cái lồn. Đi chơi dưới nước còn đeo kính. Tháng ấy. Ui dồi ôi, chưa gì đã ngã rồi. Ui dồi ôi. Vẫn thật bông viện. Cái này phải đứng dạng chân ra. Phải ấy đều nữa, đúng rồi. Anh độ ngã lộn ra đi. Anh độ cũng lộn vòng vãi cứt. Đây là anh Khôi lôi thằng nhím xuống này. Thề anh Khôi phế vãi. Không mấy cái này chị em chơi sao được. Mấy cái này chơi chị em sao chơi được. Chạy vãi lộn đi. Mặt quyết tâm vãi lộn. Mặt quyết tâm. Mặt quyết tâm vãi lộn. Đó lại phải cho thật chậm.
Nó là phải cho thật chậm lại đi con mẹ. Nó là phải cho chậm lại này. Chậm quá đầu luôn. Thầy ông đi phá mãi luôn. Nó đang chạy được đấy, thầy ông đi phải chạy ngược chiều đó. Là thằng tránh thế đéo là được đi. Mồm béo đi các bạn. Ngã khỏi đau quá luôn. Lúc sau mới chỉnh đến 240 quay super slow motion mới được. Đi có mẹ. Giống như kiểu chú kiểu đi mẹ đi xuống Long Cung để lấy mẹ vũ khí ấy, lấy cái gậy như ý ấy các bạn ạ, trông giống mẹ đường xuống Long Cung vậy đấy. Tôn Ngộ Không quá lên. Đi mẹ nghiêng ngả vãi lìn luôn thề. Có lẽ nghiêng ngả vãi cứt. Quảng quảng quảng. Quảng quảng. Ui. Thế mà nó vẫn đứng lên nó đi được nhá. Điêu quá mà. Đi cơ mẹ. Ôi nga nga nga. Thì cái trò này đu mà mấy người đằng sau cứ biểu kiểu đi đu ấy đấy, các bạn nhìn là Tú khổ không? Mấy người đằng sau cứ đu ấy. Cái lúc này trời tối rồi, GoPro bắt đầu bị ánh sáng yếu lắm rồi. Sao thì các bạn bảo là sao cứ đu ạ? Bực vãi. Đi có mẹ thằng nào ấy, thằng lồn nào cắm đầu ấy, à thằng tú, đập mặt quả đau quá, đập mặt quả đau đi thôi đấy. Thì lúc sau tôi không chơi nữa, bởi vì một phần là tôi cũng sợ kiểu bị nổi mụn nổi mẩn lên đấy, do không hợp nước ấy, nên tôi cũng không chơi nữa luôn. Hey. Ôi chân gọi anh bồ đầu á, chân mập vừa mới sinh con xong làm sao mà nó chơi được mấy trò này. Bao nhiêu nhìn ạ, bao nhiêu người ta, 7 người trên cái này, 7 người trên cái thúng này. 7 người tôi có tính trung bình nhá, mỗi người là khoảng 60 cân thôi.
bãi bìu ạ. Trọng tải của cái thúng này cũng nặng đấy chứ. Cũng phải được 4-500 tấn. À, thì 4-500 cân. 4-500 tấn. 4-500 cân. À, vui quá, quên mẹ luôn, đang bị đau chân ạ. Anh độ trượt quả đau đít phải không? Cái này nó đứng cái đầu gối à? Cái này đứng cái đầu gối à? Đại ca đúng rồi, đại ca. Đau đít cô phê. Đít to vậy luôn. Chạy đây. Ui, địt con mẹ. Ui, rồi ôi. Vãi lộn, trông có giống con hải cẩu không? Thề. Địt mẹ. Thề luôn đây. Có cái cảnh nào địt con mẹ. Thề. Trông có giống con hải cẩu không? Đấu má. Nhìn này. Đéo khác tí nào luôn ạ. Pháp sư người Huế đi. Anh lên em ra. Nguyên con bìm bìm. Đau đít lắm ấy. Cắm cả mặt à, không như này thì lại không đau. Như này lại không đau rồi. Như này lại tiếp mất lại đúng kiểu. Ui đi con mẹ đập cả đầu xuống à. Đau vai liền. Ta có cái cảnh cái cảnh. Chơi đây vui vẻ đái các bạn ạ. Bây giờ thì bọn tôi sẽ về khách sạn để chuẩn bị đồ tối sang nhà của cái hà ăn nhóm họ. Ăn nhóm hội. To thế. À. Mẹ đau vãi đái luôn đấy. Mà đá kèo lên kia đúng không? Không phải, tại ngâm nước lâu quá. Nó bị bền. Đau thế nào anh? Ờ, rơi đoạn được mùi khớp. Đau nhóm hội. À, nó bị kiểu ra lại. Nó cực. Ăn kem đây rồi đi sửa đây. Ăn khổ toilet thì thần kỳ lắm rồi. Sao? Tao mới đái xong nước vàng rồi, tao xả nước nước vàng hơn nữa. Thịt vẹt toilet. Thịt với. Bé xin. Nhiều thế. Trông còn lông mày. Xịt khoáng. Anh muốn xịt chảy nước đây là xịt bình thường. Xịt chảy nước nhá. Măng rồi anh. Măng. Cô nhìn được hết lông mặt anh Hiếu này. Trông đông thật. Hả? Ơ phải mặt nó có nhiều lông tơ. Ôi mà Hiếu nhiều lông vãi. Xịt nước vào này. Sao mới để ý á. Thề. Lông tơ này. Chúng yêu mày. Ôi mẹ được chữ luôn này. Mẹ cái bụi rồi. Buồn cười. Nhiều lông quá. The one bồng bèo. Believe when I say I want it that way. Tell me why. Tell me why. Tell me why.
Ai qua nít giác quê. Đỉnh ấy nhở. Còn mình hát nhiều quá mà nó cuộc hết đấy. Bạn được không? Ôi người yêu khôi dâm cứt kìa. Trời ơi người yêu khôi dâm cứt các bạn ạ. Tôi loan tin lên cả bên trên luôn. Đéo biết. Trời ơi. Chắc cứt chó. Truyền thống quá lìm. Chào mừng em đến với hội những người đã từng dâm cứt. Anh ơi, cho lên xe đó. Truyền thống đạp cứt chó. Đi bộ mai cũng ra đến đường. Và bây giờ chúng ta lại cùng lên xe đi Covery để về khách sạn Holic các bạn nhé. Bây giờ mọi người về khách sạn tắm rửa nhá. Mọi người rõ chưa nhá? Rõ. Chắc có phải hỏi lại được chưa anh đi con. Huyền Huyền một cạnh tôi này. Ôi anh Độ không sao bản quyền à? Vẫn cho mấy cái này vào vlog này. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xưa đi nỗi nhớ. Đi con mẹ. Thế mà bảo là hát karaoke bảo là do say bia say rượu thôi. Mới hát để xả ra cho nó đỡ bị say bia say rượu. Đấy, đi, mẹ, đấy có say bia say rượu đâu, ngồi trên xe này ai say. Trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xưa đi nỗi nhớ. Anh xuống núi nắng bể rực rỡ, cái ngành cây ngạt nỗi riêng tư. Đã khuya rồi vẫn ngồi đến sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Anh chẳng đang không còn nữa, chỉ còn chiếc cầu vồng khuyên đề. Mình thôi đơn à, do say xe. Đến bao giờ đúng đường có em, đến bao giờ thấy đường cầu vồng. Một ngày đông đến thì mai chợt về giữa sương mơ. Nơi đây anh nỡ như đang mơ em. Ngày nào vẫn hoang sơ, ai biết cứ mong chờ. Rồi khi bóng đêm tan, rồi phải yêu thấy rằng giờ đã tan dần. Hoàng nốt cao. Ảo thật đấy. Cái trên xe đấy nó có YouTube các bạn ạ. Ok á. Ui, phần 2 bùng nổ lắm ấy. Thề, phần 2 kiểu bùng nổ lắm ấy. Phần 2 dã man lắm luôn ấy. Vlog tuyệt vời. Em xem mà không bỏ lỡ một giây nào cả. Hy vọng sẽ có phần 2. Bình luận văn mẫu vãi hòn luôn. Thề. Bình luận văn mẫu vãi lìn luôn. Được chưa? Được chưa? Văn mẫu như thế đã được chưa?